Hello xin chào tất cả các bạn thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình, mình là Lê Duy Little man và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chuỗi series uh, ngắn uh, về phân tích on-chain cơ bản và phân tích uh, tokenomics cơ bản ha thì uh, đầu tiên thì sẽ có cái lý do là vì sao mình lại làm hai cái uh, series video này thì mục tiêu là để các bạn có thể hiểu mình hơn ở trên cái cái livestream vì uh, đa phần bây giờ hầu hết tất cả vào thời điểm hiện tại thì gần như là 100% mình nói 100% nha những người mới tới kênh mà hay là vô tình lướt sang cái kênh livestream của mình liên quan đến uh, crypto, Bitcoin thì hầu như họ sẽ không thể nào hiểu được bất cứ một thứ gì nữa rồi ở trên cái kênh của mình và cũng sẽ không biết tìm cách nào để hiểu mình hơn thì uh, chính vì vậy cho nên sẽ có những cái uh, video ngắn như thế này để giúp các bạn có thể hiểu hơn về các cái thông số mình đang chia sẻ ở trên các cái livestream hay trên các cái nền tảng mạng xã hội của mình trên Facebook hay là YouTube chẳng hạn. Rồi thì đây là những video cực kỳ cơ bản dành cho người mới cho nên là nếu như uh, các bạn coi mà thấy nó hiểu được thì uh, những người ví dụ như là mình đầu tư thì có vợ mình đi cùng hay là các anh em hay là bất cứ một cái người nào mà bạn cảm thấy là khi họ chưa hiểu lắm và bạn muốn họ tìm hiểu thì có thể uh, gửi cái video này cho họ để họ có thể xem cùng bạn rồi cùng thảo luận thêm ha rồi ok các bạn thì uh, chúng ta bắt đầu thôi thì uh, với chuỗi này thì mình sẽ dành cho người mới cho nên là mình sẽ đi rất là chậm rất là từ từ và mọi thứ thì nó sẽ cực kỳ uh, basic thôi ok thì đầu tiên chúng ta chắc chắn rồi à, đến với thị trường này thì uh, bitcoin là top 1 uh, server và cả về tiền lẫn nguồn cung và mọi thứ cho nên đây là bitcoin là một trong những chỉ số uh, quan trọng nhất đối với on chain mà chúng ta cần phải quan sát tại vì tiền nó tới thì cũng tới bitcoin trước và cho dù là cá mập, cá gì đó, cá lòng tông, tất cả mọi loại cá Hay là nhà investor, hay là VC, tất cả những cái nhà đầu tư lớn nhỏ trên thị trường Thì cái hạng mục họ quan tâm đầu tiên sẽ là Bitcoin, sau đó là Ethereum Cho nên là dòng tiền có nhích nhảy hay những động thái action ở trên bất kỳ cái Bitcoin Thì nó sẽ tạo ra những cái đột biến cho những cái đồng anh coi khác ha Ok các bạn, và chúng ta sẽ tracking Bitcoin thôi và bên này thì ngoài Bitcoin ra ta sẽ có các cái đồng tiền khác như là Ethereum, Tether, USDC và rất nhiều đồng coin khác Polygon, Uniswap, Tron và bên này hiện tại với cái nền tảng PlusNode mà đang sử dụng demo cho các bạn thì nó đã có xuất hiện rất là nhiều thứ rồi bạn cũng thể thấy là stablecoin là những cái đồng tiền mà được neo với lại fiat thì có USDT nè, USDC nè mình sẽ cho sau ha rồi à, những cái hạng mục đang trendy trong cái lĩnh vực đầu tư thì có AI ha, commodity, DeFi, DePin, ERC20 và có luôn cả những hạng mục như là Forex Access ở đây, gaming, rồi layer 1, layer 2, meme, NFT stacking rất rất nhiều những cái này. Thì cái chúng ta đang quan sát ở đây chỉ là cái con bự nhất to nhất trên thị trường và chúng ta còn phải rất nhiều thứ cần phải học để chúng ta có thể hiểu hơn từ chi tiết và đưa ra quyết định nó được tốt hơn. Rồi, ok các bạn thì trong cái uh, chỉ số đầu tiên này thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta sẽ có uh, cái thông số liên quan đến bitcoin và đây chính là percent supply in uh, profit thì cái thông số này cho phép chúng ta nói được lên cái điều gì chính là cái nguồn cung phần trăm cái nguồn cung đang đạt lợi nhuận chữ in profit này là đang đạt lợi nhuận điều này có nghĩa là cái gì khi giá của bitcoin tăng lên thì chỉ số này nó có thể thống kê được là hiện tại trên market có bao nhiêu phần trăm Bitcoin đang đạt vào trạng thái lợi nhuận. Trong cái metric này ok sẽ có một số cái đường như thế này, mình kéo ra xa để bạn có thể nhìn được cái vùng green zone và cái vùng red zone. Thì trong cái metric này nó sẽ có hai cái đường line, một cái line là đường màu đen chính là cái đường hiển thị giá của Bitcoin vào thời điểm chúng ta tracking ha và cái đường màu cam chính là cái đường cho thấy được cái phần trăm lợi nhuận của Bitcoin vào thời điểm đó luôn. Rồi, thì mình sẽ kéo ra xa một tí để các bạn có thể coi. Đây, thì thông số này giúp được bạn cái gì? Và họ cũng để ở đây ha. Nếu bạn nào không biết thì họ vẫn sẽ để những cái chú dẫn nằm ở trên này. Đây là cái phần trăm chỉ số percent supply profit. Đây là chỉ số về giá của Bitcoin vào thời điểm hiện tại. Rồi. Thì đây nha, mình sẽ để cho bạn xem một cái chu kỳ đơn giản của Bitcoin thì đối với mình một cái chu kỳ mới chính là vào thời điểm đã được reset, Lúc bitcoin ở giá là 16 năm 16 000 mấy, 15 tám gì đấy, thì cái đợt sập đấy, thì bạn cũng thấy được là cái phần trăm đạt lợi nhuận của bitcoin đang là 44 phần trăm ha, rồi và nó đã chui xuống cái vùng màu xanh lá cây chính là cái vùng green zone, thì cái vùng green zone là cái gì? là một trong những cái vùng mà đa phần hầu hết là người ta đã lỗ rất nhiều lỗ rất nhiều nha các bạn rồi tại vì sao ạ red zone là một cái vùng báo động đỏ báo động đỏ là khi này mình sẽ để thử vào đây khi này chỉ số bitcoin đạt 99,5% như cái ngày 3 tháng 3 2024 trên màn hình của bạn lúc đó bitcoin nó bắt đầu rơi vô cái vùng red zone và bạn thấy nè khi mà toàn bộ số lượng bitcoin đang có mặt trên thị trường mà nó đạt vào trạng thái lợi nhuận thì nó sẽ đưa vào cái vùng red zone Ha, và cái vùng Red Zone này nó có nguy hiểm hay không hay là như thế nào thì còn nhiều yếu tố lắm. Thì hôm nay là bài cơ bản cho nên mình muốn các bạn là hiểu về thông số này trước đã. Rồi chúng ta sẽ có những cái phần phân tích nó chuyên sâu hơn, nó deep dive hơn ở những cái video livestream và những video khác. Rồi thì ở đây bạn thấy là khi mà Bitcoin rơi vô cái vùng Green Zone là một cái vùng mà người ta đã lỗ rất nhiều rồi. Thì thường những nhà đầu tư họ bán tháo trên thị trường chắc chắn là phải có thông tin cực kỳ xấu thì mới đưa cái giá Bitcoin tới đây được và với mình thì thông tin cực kỳ xấu giá Bitcoin rơi về đây và những thông tin mình tracking được thì chỗ này Bitcoin tăng trưởng rất là nhanh về cái lượng tích lũy và bạn thấy là giá nó đi ngang rồi chỗ này ngày xưa được gom hàng đến khoảng cỡ rất là nhiều Bitcoin nha các bạn vài triệu bit được gom hàng ở khu vực này và còn nhiều yếu tố khác nữa thì Hiểu dùm mình đơn giản nôm na tới đây trước khi chỉ số này rơi vào vùng Green Zone là người ta đang lỗ rất nhiều và nó rơi vào cái vùng red zone là cái vùng đỏ nằm ở trên thì người ta đang đạt trạng thái lời rất nhiều và trạng thái lời này sẽ ghi nhận bắt đầu từ trên 95% là một trong những cái signal cảnh báo cho bạn đầu tiên trước về chuyện lịch thị trường đang hưng phấn rồi ha bắt đầu vô giai đoạn hưng phấn ok và bên này chúng ta thấy là vừa rồi chúng ta cũng có một cái chỉ số là 96% vào ngày 20 October năm 2024 gần đây thôi và vào thời điểm hiện tại đang là 88% đang đạt lợi nhuận thì mình ví dụ đơn giản thôi, có 100 Bitcoin đang lưu hành trên thị trường thì sáng nay chúng ta đang có khoảng cỡ 88 Bitcoin đang đạt trạng thái có lợi nhuận còn 13 Bitcoin đang bị lỗ ha. Rồi, vậy thì bây giờ tiếp theo đạt trạng thái có lợi nhuận rồi nhưng mà là có lợi nhuận như thế nào, lợi nhuận nhiều hay lợi nhuận ít thì mình sẽ nói sơ ở đây tiếp tục cho các bạn nghe về những thông tin thêm cho cái chỉ số này để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Ok, thì bây giờ bạn có thể quan sát trên cái màn hình trong cái hình này. Đây là khu vực Bitcoin cỡ khoảng 16.000. Đây là khu vực Bitcoin cỡ khoảng từ 25 đến 30.000. Đây là khu vực Bitcoin cỡ khoảng 40.000 và 45.000. Đây là khu vực Bitcoin từ 50k cho đến 73k đạt all time high. Ha, all time high trong cái uh, chu kỳ này. Rồi, và Bitcoin hiện tại đang có giá khoảng cỡ 60 mấy ngàn. Vậy thì trong khu vực ai đó đã từng mua ở 40.000 đến 45.000 này thì vẫn là có lời. Ok các bạn, thì vẫn là đạt trạng thái profit. Ai đó đã từng mua Bitcoin từ 20k cho đến 25k thì vẫn đạt trạng thái là có lợi nhuận. Đúng không ạ? À? Rồi, và tiếp tục ai đó đã mua Bitcoin ở 16k đến 19k ở chỗ khu vực này và khu vực này chẳng hạn thì số lượng Bitcoin đó cũng được gọi là đạt có lợi nhuận. Và khi mà có lợi nhuận như thế này thì bạn cũng sẽ thấy là a à, bạn phải coi là thời điểm này bao nhiêu cái số Bitcoin còn ở đây nó có nhiều không? Cái phần lợi nhuận ở chỗ khu vực vùng giá này người ta mua nó có còn nhiều Bitcoin không? Chỗ khu vực 20-25k này nó còn nhiều Bitcoin không? Và chỗ này nó có còn nhiều Bitcoin không? Vì sao À? Vì nếu như biết thị trường tăng trưởng vô cái vùng này đạt trạng thái là 99% có lời Điều này đồng nghĩa với tất cả toàn bộ các cái vùng giá được mua ở dưới cái mức giá này đều đang đạt lợi nhuận Nhưng nếu họ tích lũy quá nhiều ở đây thì chắc chắn họ sẽ có nhu cầu bán bớt Vì bạn có thể hình dung là Bitcoin lên giá 73.000 à, vào cái đợt trước thì những người cầm ở từ 20.000 và 16.000 thì bạn hoàn toàn thấy là họ đã có mức lợi nhuận là trên x3. Và các nhà đầu tư Bitcoin thì hầu như là họ sẽ đầu tư số tiền khá là to bự bởi vì các quỹ VC Investor cho nên khi mà họ chốt lời với mức x3 thì đâu đó cũng là một cái mức lợi nhuận khá là ổn áp trước thì không hẳn là họ sẽ chốt hết 100% đâu nha các bạn họ sẽ chốt 30%, phần 50% tùy vào cái mức cơ cấu portfolio của họ rồi họ sẽ chờ đợi tiếp tục một cái vùng giá mới trong tương lai tùy theo cái danh mục đầu tư cơ cấu của cái người nắm giữ portfolio ví dụ như là 100k, 150k hay cái gì đó thì họ sẽ ra các cái action tiếp tục hoặc là những trên những cái diễn biến xấu trên thị trường nói với địa chính trị nó không được tốt và ví dụ như mình nói là có thả nấm hay là có bút chì nó bắn lên giữa các cái quốc gia mà nó bắn lộn với nhau căng quá thì người ta sẽ dịch chuyển tài sản này và người ta sẽ có nhu cầu bán luôn hay các bạn thì những người nắm giữ vị thế càng thấp thì nó sẽ có càng nhiều cái mức lợi thế hơn cho họ ở khúc đằng sau này rồi vậy thì À, quay lại vấn đề có nghĩa là những số lượng bitcoin mà đang được mua ở khu vực trên uh, 45, 50 k này thì nó đang đạt lợi nhuận thấp hơn và những số lượng bitcoin đang được mua ở 55 cho đến 60 k này thì đang đạt mức lợi nhuận thấp hơn nữa. Vậy thì đối với cái nguồn cung percent supply and profit 88% này chúng ta sẽ phải add thêm những cái thông số là hiện tại cái nguồn cung đó đang có lời nhưng mà là bao nhiêu lượng Bit uh, thuộc cái nhóm nào đang có lời nữa ha ok thì uh, tổng quan lại về magic này thống kê cho bạn biết được là bạn đang ở khu vực là nhạy cảm hay không thị trường có đang hưng phấn hay không thị trường có đang uh, bị quá tiêu cực hay không thường tiêu cực thì sẽ bán tháo nhiều như thế này và giá bitcoin sẽ lao về như thế này ha rồi và đây là thông số đầu tiên ở trên livestream mà mình hay sử dụng để tracking thì uh, còn những thông số khác nữa và uh, nếu như bạn có bất kỳ một thắc mắc nào hay là hiện tại chưa hiểu về các cái thông số thì cứ uh, comment bên dưới video cho mình mình sẽ tiếp tục uh, làm các cái video để hướng dẫn và giải quyết các cái vấn đề của các bạn ok và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trong cái chuỗi series này thank you